Zavid.com xin chào bạn. Trong video này, Sốt tiếp tục kiểm tra những chiếc xe đạp cho các bạn trên toàn quốc đã đến với Sốt xe đạp thể thao Zavid.com mua xe online. Chiếc đầu tiên đó chính là chiếc SCR22 của hãng xe đạp Lai của anh Tuấn ở Huế đã mua tại Sốt xe đạp thể thao Zavid.com. Và chiếc thứ hai cũng là chiếc xe đạp Touring, nhưng đây là một chiếc xe đạp carbon bạn nhé, tích hợp công nghệ thông minh và nhiều khách hàng đã đang tìm săn mua chiếc xe đạp này. Đó chính là của anh ở Quảng Nam bạn nhé. Và bây giờ Sốt sẽ kiểm tra chi tiết chiếc xe đạp SCR22 của anh Tuấn ở Huế luôn. Vâng, bạn Tuấn là một khách hàng thân thuộc của Sốt. Trong vòng 1 tháng bạn đã mua của Sốt 2 chiếc xe đạp Touring. Và hôm nay bạn lại liên hệ với Sốt hỏi mua mẫu xe đạp HBR99S. Loại xe đó hiện đang hết hàng và Sốt gửi cho bạn xem mẫu SCR22 này. SCR22 hiện đang là mẫu xe đạp Touring chiếm lĩnh thị trường và chất lượng đã được khẳng định với mức giá vô cùng hấp dẫn. Và hiện mẫu SCR22 của Sốt đang có đủ màu ạ nhé, có đen đỏ, đen xanh, đen ghi và đen xanh lá. Và ngay lập tức bạn Tuấn đã chọn cho mình chiếc xe đạp SCR22 màu đen đỏ đây. Vì đã từng mua xe của Sốt nên bạn Tuấn hoàn toàn tin tưởng và yên tâm về chất lượng của xe cũng như phong cách phục vụ của Sốt với tiêu chí kinh doanh phục sự để dẫn đầu. Do vậy, Sốt luôn cam kết đem đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng và thực sự phù hợp với nhu cầu và mong muốn của quý khách. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, đây chính là chiếc xe đạp SCR22 của anh Tuấn ở Huế bạn nhé. Đây là một chiếc xe đạp Touring full nhôm, khung nhôm, càng nhôm, tay lái cọc yên nhôm, vành nhôm, vành này thì cao tới 4cm bạn nhé. RC là viết tắt của súng cắt sinh, là xe 1006 này. Vành nhôm hay lớp nam hoa bằng thép. Xe này thì được sử dụng rúp Shimano 21 tốc độ bạn nhé, 21 tốc độ. Đĩa, đùi đĩa bằng nhôm, quãng đồ view 3 đĩa. Gạt lip Shimano, chạy lip 7 tầng. Chạy lip 7 tầng. Và bạn muốn xem chi tiết chiếc xe đạp SCR22 này có thể truy cập trong web xe đạp thể thao Vincom hoặc xem theo đường link ở dưới phần mô tả. Và bạn đang cần tìm mua chiếc xe đạp Touring thì hãy liên hệ với Sốt qua số điện thoại 0983315936 để được tư vấn cũng như là mua xe và nhận xe nhanh nhất. Và hiện nay Sốt xe đạp thể thao Vincom đang là Sốt bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam, bởi vì Sốt bán đầy đủ tất cả các chủng loại xe, từ xe đua định hình hybrid Touring, nhiều phân khúc, nhiều mức giá, nhiều màu sắc, nhiều kích cỡ. Và đến với Sốt, bạn dễ dàng tìm cho mình được chiếc xe đạp nhỉ và có nhiều sự lựa chọn. Còn chiếc xe đạp là Touring carbon của bạn Anh ở Quảng Nam này thì Sốt cũng sẽ kiểm tra xe và review vào phát sóng vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày, để các bạn đến với Sốt mua xe hoàn toàn yên tâm là sẽ nhận được xe đúng sản phẩm, đúng chất lượng và đúng giá mình chỉ đặt. Còn bây giờ hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.